Thưa quý vị, trong năm 2020, trên địa bàn quận Liên Chiểu có 5 trên 55 dự án thuộc 3 nhóm đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng phần lớn các dự án, kể cả một số dự án động lực trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của thành phố đề ra. Vừa qua, quận ủy Liên Chiểu đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù trên địa bàn quận, nhằm chỉ ra những khó khăn vướng mắc và tìm giải pháp tháo gỡ trong công tác đền bù giải tỏa trong thời gian đến. Quận Liên Chiểu là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao. Công tác giải tỏa đền bù, thực hiện các dự án trên địa bàn được các ban ngành và địa phương các cấp chú trọng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập như tiến độ còn chậm, nhiều dự án bị điều chỉnh quy hoạch, thay đổi quy mô dự án nên chậm trễ trong tiến độ giải phóng mặt bằng. Các dự án triển khai kéo dài, chuyển đổi nhiều đơn vị giải phóng mặt bằng dẫn đến chênh lệch về giá đất đền bù, thất lạc hồ sơ đất. Bên cạnh những bất cập về cơ chế, chính sách, nhiều hộ dân trong vùng giải tỏa thường không đầy đủ về giấy tờ pháp lý. Công tác giải tỏa đền bù trên địa bàn quận Đăng Nam vừa qua nó diễn ra rất chậm. Cái thứ nhất là cái việc mà giá cả thị trường của cái vật kiến trúc thì nó thay đổi liên tục. Do đó cái việc là người dân giải tỏa, người ta so sánh giữa cái giá trị vật kiến trúc cũng như là cái giá trị xây mới hiện nay. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là quận Liên Chiểu chúng tôi là sau khi chia tách là ba cái xã là Thuận Nông, do đó cái việc giấy tờ pháp lý của các cái hộ dân trong vùng giải tỏa nó không được đảm bảo, do đó cái việc mà lập hồ sơ giải tỏa nó cũng rất là chậm. Cái thứ ba nữa thì hầu hết các dự án trên triển khai thì chúng tôi đang gặp khó khăn lớn nhất là các hộ dân tự chuyển đổi mục đích sử dụng làm nhà trên đất nông nghiệp không phải là đất ở, được làm nhà trên đất của xã phường quản lý từ nhiều năm nay, do đó là không có các giấy tờ chi chứng minh về pháp lý, do đó cái việc mà lập hồ sơ để đền bù theo đúng cái quy định đó, thì nó không thể đúng cái quy định được. Do cái lịch sử để lại đó là các hộ dân là ở trên đất nông nghiệp hết sức là khó khăn, chưa làm được các cái thủ tục pháp lý, cho nên dẫn đến là cái việc mà các cái hồ sơ đền bù thì nó không đảm bảo, dẫn đến là việc nó chậm trễ trong cái giải tỏa đền bù. Song song với những vướng mắc mang tính pháp lý của các hộ dân trong vùng giải tỏa, tại hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù trên địa bàn do quận ủy Liên Chiểu tổ chức đã chỉ ra việc giải quyết nhu cầu tái định cư chưa đồng bộ và còn nhiều bất cập do thiếu quỹ đất đường 5,5m, 7,5m. Việc công khai, minh bạch trong cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện giải tỏa đền bù còn hạn chế, còn thiếu các giải pháp đột phá về trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Công tác phối hợp giữa các phòng ban, ủy ban nhân dân các phường chưa chặt chẽ, thống nhất, còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của các hộ dân, chậm triển khai thực hiện các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, quận ủy Liên Chiểu. Chúng tôi cũng kiến nghị là sau này thì quận và thành phố là phân quyền về cho phường, cho cái hội đồng vận động của phường để chúng ta có cơ chế để cho công tác vận động bằng mặt bằng được thuận lợi. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Quang Nam đánh giá cao việc quận đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn và thẳng thắn nhìn nhận việc làm được và chưa được của hội đồng giải tỏa mặt bằng quận, đồng thời ghi nhận những kiến nghị đề xuất thành phố để có giải pháp tháo dỡ. Đề nghị quận ủy chỉ đạo ủy ban nhân quận Liên Chiểu phải nhanh chóng trên cơ sở tiến độ giải phóng mặt bằng đã được ủy ban thành phố phê duyệt, chủ tịch ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức cá nhân có liên quan, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, tập trung quản lý thực hiện tốt về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết đô thị được các cấp thẩm quyền phê duyệt, ngăn chặn kịp thời, giải quyết triệt để những vi phạm trong trật tự xây dựng lấn chiếm, xây dựng trái phép. Năm 2021, Đảng bộ quận Liên Chiểu xác định chủ đề là năm khôi phục phát triển kinh tế và đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn quận. Nên trong thời gian đến, quận ủy Liên Chiểu sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt. Để thực hiện mục tiêu năm 2021 trên lĩnh vực giải tỏa đền bù, một lần nữa tôi đề nghị Ủy ban dân quận, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải xem xét, rà soát một cách tổng thể, thực hiện quyết liệt hơn trên tinh thần tắc nghẽn đến đâu, tháo gỡ ngay đến đó.
thực hiện đúng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, giải tỏa đền bù các dự án và đặc biệt là 11 dự án động lực trọng điểm mà thành phố đã giao